Dương Mai chứ chị bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay một cái siêu phẩm tại vườn mai nhà em mới về hàng cả nhà. Ở trong cái xe này nó sẽ gồm 3 loại giống. Một là cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau, hàng chơi Tết luôn nha. Thứ hai là cúc vạn thọ cánh sắn, hoa từ 50 cho đến 100 cánh cả nhà. Thứ ba sẽ là dòng dảo siêu nụ hoa thơm bông chùm. Và bây giờ xin mời chúng ta hãy cùng xem cây nhé cả nhà. Đó, đây cả nhà ơi, em đi vào cho cả nhà mình xem trước. Đây chính là dòng cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Một cái dòng mai từ xưa đến giờ em chỉ bán hàng toàn là hàng làm giống thôi, chứ không có hàng chơi Tết nha cả nhà. Đây tỉ muội, bây giờ nút nụ nó rất là nhiều nha. Dòng cúc tỉ muội hoa rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đây nè, củ thì củ nở nha. Đó, củ nở, đây là cúc tỉ muội 250 một cây. Rồi qua bên đây sẽ là hàng cúc vạn thọ cánh sắn, hoa từ 50 cho đến 100 cánh cả nhà. Đây, đế nè cả nhà, nhìn nè. Đế nè, rất là già luôn cả nhà ơi. Đó, đây nha. Đây, 250 một cây vạn thọ cánh sắn và cúc tỉ muội. Ví dụ như chúng ta lấy hai cây là hai loại giống, bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Và hàng này bao nút nụ và bao bộ đế đẹp luôn nha cả nhà. Đó, đây ha. Đây là cúc vạn thọ và cúc tỉ muội nha. Rồi ngoài mấy cái loại này thì bên vườn mai nhà em vừa về một cái lô dảo siêu nụ rất là đẹp. Siêu nụ nãy để đâu em? Mang siêu nụ nãy rồi. Đây cả nhà. Đó, dòng siêu nụ em mới về luôn nè cả nhà, nhìn nè. Đó, đây nha. Ông nội ơi, hai cái cây này nụ nè cả nhà ơi. Đây nè, nụ quá trời luôn. Thời ơi, cái bộ đế của nó nè trời. Thời ơi, cả nhà ơi, quá trời luôn rồi. Dảo siêu nụ hoa thơm bông chùm. Lô này em cũng bán 250 một cây. Nếu chúng ta lấy hai cây bên em sẽ reship cho chúng ta nha. Ví dụ như chúng ta có thể lấy siêu nụ, chúng ta có thể lấy vạn thọ cánh sáng và chúng ta cũng có thể lấy tỉ muội luôn. 250 một cây nha cả nhà. Mọi người thích dòng nào hãy alo cho vườn mai của chú Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.